Trời ơi, hộp gấp anh muội ơi, anh muội. Trời ơi, thanh heo, thanh heo. Trời ơi là trời. Trời ơi, hộp chuyện gia đình gấp coi. Tôi lấy mà, tôi thấy mà tôi muốn lên tăng sông máu nè. Trời ơi, cái gì đâu mà quá trời quá đất. Càng ngày càng lụ liễu quá vậy trời. Đâu rồi? Khoa. Không, để nó làm công chuyện gì đó. Gãy miếng hết rồi nè. Cái vụ gì? Sao vậy chị? Trời ơi, đi lại đây. Lôi chú dán tiền ra trước đi, Xài già ra. Đi lại đi má ơi, xài già ra trước đi. Chị ra trước đi rồi tìm mới dám qua sao đi. Anh, ủa làm gì vậy? Hà Nội mà mới bay vô tới. Trời ơi trời, tự nhiên chỗ tao buôn bán hay làm gì kỳ vậy ông nội? Đây ra đây. Chỗ tao buôn bán. Chị. Ủa mấy anh từ Hà Nội vô hả? Trời vô đây cục vàng. Vô đây. Thôi, xếp hàng gì? Xếp hàng quá trời. Trời ơi trời. Đi ra. Đi vô. Trời ơi, ngon lành quá. Thanh mũi dẫn dạ. Chị dẫn vô giùm em chị. Ừ. Vô đây nè. Mấy anh em. Trời ơi, thanh mũi còn quắt vô. Đi vô đây. Trời ơi là trời. Vô đây nè, tụi em bằng đúng hết. Mấy anh chị vô đây, mấy anh chị hưởng đồn ơi. Nè, ăn đi. Cái gì vậy? Ăn cái này vậy? Buffet cơ thể phải không? Trời ơi, vui nhớ gì đời mấy anh ăn buffet cơ thể của chị rồi phải không? Mày làm cái gì vậy? Trời ơi là trời. Con này đứa đứa. Nó thật sự là biết điều. Nó nói à, mời mấy ba ngồi. Bốn ông đó là ba của con đi. Trời ơi, mới mày lớn không có bỏ được cái tật mê trai. Con, mày làm cái trò gì vậy? Mày ôm tao ôm luôn à? Chị, cái vụ gì? Em xin chào. Ôi trời ơi. Trời ơi. Biết bà nói chuyện sao không? Không có hộp gu của chị. Đúng rồi. Gu của chị là gu gì chị biết không? Hả? Gu của chị là gu gì? Gu của chị là gu su. Đi chị nhắn tin cho đây. Mấy anh uống, mấy anh ở Hà Nội vô hả? Trời thì ghét cái gì trời. Chơi vô động của mình đi chị. Ý. Thanh Mùi ơi, cái con này lội nó lúc đầu đi nghe. Sao này mà nó lớn lên? Sao này nó mà lớn lên là em với chị vô hang ở nhà chứ không được bò ra đâu. Cái gì? Mày hỏi là mày mê trai à? Không có mê trai. Anh còn nhiêu tiền lấy hết xài đi anh. Rồi xài xong rồi từ mình. Cái gì em? Ủa? Vậy lấy tiền hết xài luôn á chị. Trời. Vậy là chị dạy anh ý nè. Nè em còn cái miếng chô nữa. Nó giỡn với anh nè. Không phải gu. Mạnh miệng ghê, không phải gu. Mạnh miệng rồi nè, gu chị đang đứng nước mắt á. Chị gỡ nó cái chào ảnh cái. Anh biết em phải không? Anh biết Thanh Mũi không? Và anh biết chú này không? Chú này là chú là bảo vệ ở đây á. Ờ chú là bảo vệ ở đây, chú cai quản nguyên cái khu đất ở đây luôn. Tên gì chị? À, chú này chú là chú Giáng Tiên. Chú Giáng Tiên, còn em là Bạch Tỷ, còn con này là Thanh Muội, còn chú này tên là Cụ Mãn Xà Tinh. Trời ơi con ơi. Đây là bé Hoa. Ủa, em không có 10.000 rồi. Trời, bài bà ghế cho tao ngồi coi trời ơi. Ê, chú ba cứ con vô kìa. Trời ơi là trời. Mấy anh ơi. Bây giờ vô đây đừng ăn bánh tráng. Ăn buffet trên cơ thể. Đừng ưu tiên hoài, đừng có ưu tiên hoài nha. Tối giờ cũng vậy hết trơn á. Ăn buffet trên cơ thể. Nó nghe nè. Mấy anh vô đây đừng có ăn bánh tráng. Bánh tráng là cái món rồi nó ăn không có no. Ăn buffet em đi. Để em lấy đũa nha. Để gì vô đây. Mấy anh trên cơ thể. Mấy anh vô đây hưởng thụ đi. Come on. Vô đây. Bà nội. Người ta chưa có ăn mà mày đụng trước nó dập đồ hết. Mấy anh vô đây nè. Vô đây. Vô đi anh, vô đi. Ủa sao bỏ chạy hết trơn vậy? Ê. Trời, mấy ông nội kia chạy xanh mặt mày chưa kìa. Đi đâu vậy? Ngồi đó đi một lát nữa. Em lại kêu chú Giáng Tiên gỡ tóc giả cho hửi nha. Chứ chị dở nó cái chào mọi người. Chị Tiên. Hả? 7
anh xếp hàng cái gì? Nè nè nè, lấy ghế ngồi đợi nè, lấy ghế rồi xếp hàng cái gì, ưu tiên cho anh ngồi cuối cùng cho em. Ghế đi đi, ghế mày dẹp cái bàn của bà nội á, bà nội. Chị yêu, có lẽ chị này mình quên. Không không, chị nhớ. Bữa nãy đưa chỉ một phần rồi mà phải không? À, mua giùm nữa hả? Đi cho ảnh xuống chót rồi hả chị? Xuống xào quần đi, xuống ảnh. Ủa đi chung luôn ba hả? Đi riêng hả? Con ơi, cưng ơi, giờ đi riêng mình quậm riêng đi. Chia ra phút chị ha. Chia ra đi. Cái bàn này á là để cho cha vô ngồi chứ không phải để hai mẹ đánh bài tứ sắc nghe. Nghe. Rồi tới ai vậy ta? Đó. Ba phần. Đây là 3 phần. Có 10 ngàn cho cái này, xin 10 ngàn đi. Ừ. Còn đưa 50. Rồi. Của mình 3 đây. Rồi ok, để thiếu 10 ngàn. Rồi tới ai vậy ta? Năm phần, 1 phần 3, 1 phần 2. Yên tâm đi, rồi đủ rồi đó. Em được 200. Được 200, ok em. Đó. Ừ ok em. Rồi. Bây giờ tới vòng đầu nè. 5 phần cho anh luôn, ok anh. Rồi cảm ơn nghe, cảm ơn nghe. Qua 5 để được qua ngày mai. Không để, không để được qua ngày mai. Làm sao là sao? Không, một người là được một phần như là vậy á. Anh bỏ vô cái túi nhỏ. Đúng rồi, cái đó là hết đá rồi đó. Ừ ok. Tới ai vậy ta? 2 phần. Ok, cảm ơn. Em 2, 1 phần 2, 1 phần 3. Giống như là da em sẽ. Ok, chụp hình đi chị. 5 phần. 2 phần. Ok. Đây 5 phần đây. Mấy phần? 5 luôn. 5 phần. Ừ, 5 phần. 5 phần. Ủa hai đứa ngồi ngang nhau mà phải không? Em chơi được. Ok em. 5 phần. Ok em. 5 phần. Ok. Đó 5 phần. Rồi đi này 5 phần. Đằng sau 5 phần. Đây 5. 5. Rồi 5 luôn. Rồi 2 phần. 2 phần. Ok ok. Không bao giờ. Cho chị mình một bịch 5 phần. Cho thêm một cái bao nữa. Vậy đó. Cái này 5 phần đúng không? Ok ok chị. Chị này đưa 5 phần chưa? Được của ai? Dạ, như vậy đủ rồi á hả anh? Ừ, đúng rồi. Đây, 5 phần của anh á. Em trai đây là 5 phần nè. Rồi, bên đây là 2 phần. 2 phần ha. Không phải, tại vì cái áo giặt mua giùm cho thành 5 phần của ai? Rẻ cô chỉ bán 5 phần. Một người đâu, một người được 5 phần á chị. Không, bây giờ bé có quyền nhờ người ta mua giùm để cho nó công bằng. Ba đứa con chỉ có quyền mượn nó rồi nó nhận luôn. Thôi cái đó là chịu thôi. Không thể nào mà em tại vì em đã quy định là 3 5 phần là 5 phần rồi, đúng không? Ai quên lỡ con đưa nó đi mua giùm. Ừ. Cho nó công bằng. Người. Rồi mà còn bánh không? Không có 5 phần. Đưa đây nhờ. Mọi người mua càng nhiều em càng phái. Nhưng mà em muốn là cho nó rõ ràng vậy đó.
cứ người năm phần chia đều nó rọn, hiểu không? Không bị rọn. Không, người được 5 phần. Thấy không? Mọi người vui lòng thông cảm giùm em ha. Người được 5 phần. Chứ gặp mà gò hồi đó là em ra không kịp, em chỉ đưa cho người 3 phần à. Có nhiều người 2 phần, 1 phần nữa. Trời ơi, mà lúc đó em ra 1 phần người ta chửi em biết nhiêu. Đợi cả tiếng hồ lấy con phần bánh à. Đó, vậy cho nó gọn. Hả?